xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hà Anh, năm nay mình 6 tuổi. Rất vui gặp các bạn trong chương trình Giáng sinh online. Các bạn thân mến, ngày Giáng sinh sắp tới rồi đấy. Ngày Giáng sinh diễn ra vào đêm 24 5 tháng 12 hàng năm. Các bạn biết không, trong ngày Giáng sinh, mình có rất nhiều hoạt động như chương trình cây thông Noel và những quả chuông, những quả thông và những dây đèn lấp lánh. Mình có thể rất là vui nữa. Nếu như những bạn nào ngoan, học giỏi thì sẽ được ông giáo viên tặng quà nhận đấy. Trong mùa đông năm nay thì mong ước được tặng một đôi giày thể thao để giữ ấm trong mùa đông này. Còn các bạn thì sao? Các bạn mong muốn món quà nào? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.